Bây giờ chúng ta sẽ tháo móng này xuống và bắt đầu làm một bộ móng mới nha. Bộ móng mới được sơn nước sơn bóng bằng primer. After 2 weeks. Hơn 3 tuần mà móng còn rất đẹp. It's beautiful. It catches the light. Oh my god, I love it. Thân chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nails của Chi. Hôm nay mình làm một bộ móng tay điếp đơn giản. Nhưng mà ở cuối clip mình sẽ sử dụng một cái loại nước sơn bóng cho top coat của điếp. Thông thường trước đây á, khi mà mình làm bột điếp, mình hay sơn cái lớp cái chai keo số 4 của bột điếp. Nó bền, nó last long mà nó bóng. Nhưng hôm nay mình không có sử dụng cái này nữa mà mình sử dụng một loại primer. Sau đó mình sơn gel trực tiếp lên, tiết kiệm rất là nhiều thời gian, sáng bóng và rất là đẹp. Và mình nghĩ rằng trong tương lai mình sẽ sử dụng cái này thôi, mình không còn sử dụng cái chai keo số 4 nữa. Tại vì nó quá tiện lợi, nó giúp cho tiệm nail của chúng ta rút ngắn nhiều thời gian, thợ không phải ngồi chờ khách hơ tay, hoặc là cũng không phải lo lắng là cây cọ số 4 của chúng ta nó sẽ bị cong lại nếu như cái nước mà activate của mình nó bị đậm quá, hoặc là mình lỡ mình bỏ lên sớm quá thì cái cọ hư. Mình không còn phải lo những vấn đề đó nữa khi mà mình đã xài cái loại primer này. Hôm nay mình muốn giới thiệu cho mọi người biết. Hãy chờ xem ở cuối video nhé mọi người. Và nếu mọi người có yêu mến kênh của mình, xin hãy bấm nút đăng ký, nhấn chuông bên cạnh để cập nhật những video tiếp theo. Mình sẽ chia sẻ hết những gì mình biết được trong quá trình làm. Cái chai mà mình muốn nhắc đến á, cái tên của nó là primer. Cái chất primer này không phải là chất khi mà mình đắp bột mà mình thường hay sử dụng. Nó có hai loại primer. Primer dành cho bột làm bột, mà đắp liquid mà cái mùi nó nồng á. Đó là primer khác. Còn cái chai này tên cũng nói là primer, nhưng mà nó thường xài cho gel builder. Tức là mình xài cái liquid gel đó mọi người, mình hay xài cái chất primer này. Thì hai cái chai, khi mà bạn đến tiệm nail supply bạn mua primer thì bạn nên nói với người bán hàng á là cái primer này cho gel builder, chứ không phải là primer mà của làm bột, để người bán hàng sẽ đưa cho bạn đúng cái loại của nó. Nếu như bạn bỏ lộn cái chai primer của làm bột thì nó không có dính đâu nhé. Mà cái này là dành cho gel builder. Cái chai nó rất là bé mà nó không bị nồng, không có hôi giống như primer thông thường khi mình làm bột. Khi nhúng tay khách vào bột clear, mình luôn luôn lấy một miếng giấy và chùi xung quanh hết để mình tránh tình trạng là cái bột màu á, nó sẽ làm hư cái chai clear bột của mình, nó làm cho cái màu clear bột rất là dơ, cho nên mình luôn luôn chùi sạch sẽ. We'll be right back.
nè mọi người ơi, cái chai mình nói đến là cái chai Primer này nè. Mọi người có thể mua ở hãng nào cũng được, miễn sao nó là Primer của Gel Builder là được. Sau khi khách rửa tay sạch sẽ, mình sẽ bỏ cái chất Primer này lên, và liền sau đó mình sẽ bỏ gel thấp coat và cho khách đi hơi đèn trong vòng 1 phút. Thì mình thường thì mình sẽ chọn cái thấp coat không có chùi để cho nó tiện lợi, nó nhanh hơn, không phải mất nhiều thời gian chùi nữa. Mình bỏ lên, mình hơi đèn 1 phút, vậy là xong. Bộ móng tay của chúng ta tiết kiệm rất là nhiều thời gian, nhanh gọn lẹ mà giúp ích cho mình rất là nhiều. Và nó rất là sáng bóng nha mọi người. Mình thấy rất là hiệu quả, mọi người nên sử dụng.